nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp cuối năm, thời điểm này, các doanh nghiệp trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tái đàn, chăm sóc đàn vật nuôi. Hiện nay giá lợn hơi đang dao động ở mức 60 đến 62.000 đồng/kg, giá gà lông trắng cũng tăng từ 33.000 đồng/kg lên 40.000 đồng. Với mức giá này, các hộ chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Do vậy, bà con nông dân có điều kiện đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng, kỹ thuật nuôi tiên tiến đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát giá bán và mức độ tiêu thụ có chiều hướng tăng đây là điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tái đàn tăng đàn đảm bảo nguồn cung cho thị trường đặc biệt là trong dịp tết sắp tới